Sửa cái bệnh của máy Panasonic. Có một số bác biết nhưng mà không chia sẻ. Shop hàng Nhật VIP.com, hàng nội địa Nhật.com.vn, hàng nội địa Nhật cao cấp.com. Đây sẽ hướng dẫn các bạn. Các máy Panasonic thì thường là sẽ có một cái cục nam châm ở phía trên này, để khi mà máy nghiêng máy đổ sẽ dừng. Thì trong quá trình vệ sinh các bạn đánh rơi mất cái cục nam châm ở đây, các bạn tháo cái vỉ mạch ra. Đấy, cục nam châm này thì cũng đơn giản thôi, là cái cảm biến nước của máy Panasonic, máy sáp, cảm biến nước đều có. Tôi thử bật điện cho các bạn xem. Bật điện lên, máy kêu tít tít. Đấy. Bấm không chạy, loa bấm không chạy thì đây. Khi mà các bác lắp ấy, thì cái cục nam châm đấy nó sẽ nằm ở đây. Cục nam châm ở chỗ này, và nó ở bên dưới nó có cái mấu trắng trắng kia, nó sẽ chạm vào đây. Đơn giản là cái cục nam châm này đặt vào chỗ này. Đó. Là chạy ngay. Xin lỗi các bạn, khi đặt vào đây thì phải tắt đi bật lại. Tắt đi này. Bật lại này. Hết kêu ngay. Và máy chạy ngay tức khắc. Đó, máy chạy ngay. Các bác lưu ý, em bỏ ra này, bỏ cục nam châm ra này. Đấy, máy lại kêu tít tít. Cho cục nam châm vào. Bật lên nó vẫn kêu tít tít bình thường, vì là nguyên lý máy Panasonic khi bị đổ, bị nghiêng thì phải tắt điện đi ạ. Tắt điện nó rút nguồn. Đó. Sau đó mới được. Sau đó mới được. Đó. Đấy. Cảm ơn các bác. Thì đây là cái lỗi của máy thông thường. Các máy Panasonic nó có một cái cảm biến, cảm biến bằng nam châm đây, để khi máy nghiêng máy đổ thì sẽ không chạy được. Các bạn vệ sinh thì lưu ý đừng để rơi cục nam châm này. Nếu mà rơi cục nam châm này thì máy sẽ báo kêu tít tít. Đây, khi cắm điện vào đấy nó sẽ kêu như vậy. Đó, cắm điện vào kêu tít tít. Thì các bạn hãy ra chợ rời ở Hà Nội, ra chợ rời ở chỗ khác thì tôi không biết, nhưng ra là nó mua một cục nam châm, cho nó vào cái vị trí của nó ở đây. Đó. Tắt điện đi. Bật lên. Hết kêu, máy chạy ngay thứ khác. Đó, máy chạy luôn. Cảm ơn các bạn. Các bạn có nhu cầu trao đổi thêm kinh nghiệm hoặc là mua hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0983137046. Cũng nhân tiện đây thì chúng tôi cũng giới thiệu luôn là đối với tất cả các hàng máy lọc không khí chúng tôi bán ra, chúng tôi sẽ vệ sinh sạch sẽ, vệ sinh rất là sạch, cân chỉnh từng chi tiết. Máy lỗi là không bao giờ giao cho khách, vì chúng tôi rằng là khi máy mà giao cho khách bất kỳ ở đâu, kể cả ở Việt Nam, ở Mỹ, ở Pháp, ở bất kỳ chỗ nào các bạn có nhu cầu, thì chúng tôi sẽ chịu mọi chi phí đổi trả hay là hoàn về. Các bạn không phải trả bất kỳ một chi phí, không bất kỳ 1.000 đồng nào cả. Chúng tôi sẽ chịu toàn bộ. Đó, thế nên là chúng tôi sẽ cân chỉnh rất là kỹ trước khi đưa cho các bạn.